Chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 1 trong quyển sách tiếng Việt tập 1, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ bước sang bài số 65, ôn tập và kể chuyện. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 142. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với hoạt động số 1, đọc ở hoạt động này, chúng ta sẽ luyện đọc tiếng, luyện đọc từ, rồi luyện đọc đoạn. Bây giờ, chúng ta sẽ luyện đọc một số tiếng sau. Trờ ông trong, trong. Trờ ông trong, trong. Khờ ông không, không. Vợ ưng vân huyền vần, vần. Vợ ít viết nặng việc, việc. Chờ yên chiên, chiên. Tờ íp tiếp sắc tiếp, tiếp tờ yên tiên sắc tiếng tiếng nhờ im nhiêm nặng nhiệm nhiệm y e n -i sắc yến yến bờ ít biết sắc biết biết giờ yêu diêu huyền diều diều y -e u yêu sắc yếu yếu bây giờ chúng ta sẽ đọc trơn lại các tiếng này trong trong khung vần việc chiên tiếp tiếng nhiệm yến biết diều yếu tiếp tục chúng ta sẽ luyện đọc từ cô có một số từ ngữ như sau các em hãy đọc theo câu nào sờ ung sung sung phờ ông phong phong sung phong sờ anh xanh xanh bờ ít biết sắc biết biết xanh biết hờ yêu hiu hỏi hiểu hiểu bờ ít biết sắc biết biết hiểu biết trò ung trung huyền trùng trùng đà ít điếp nặng đẹp đẹp trùng đẹp i a u yêu yêu mà anh mến sắc mến mến yêu mến khờ u khu khu rà ưng rưng huyền rừng rừng khu rừng y a n yên yên tờ in tinh ngã tỉnh tỉnh yên tỉnh khờ im khiêm khiêm tờ ông tôm sắc tốn tốn khiêm tốn tờ yên tiên sắc tiếng tiếng trờ ông trong sắc trống trống tiếng trống rờ ông râm râm bờ yên biên hỏi biển biển rong biển Bây giờ chúng ta sẽ đọc trơn lại các từ ngữ này. Xung phong, xanh biết, hiểu biết, trùng đẹp, yêu mến, khu rừng, yên tĩnh, khiêm tốn, tiếng trống, rong biển. Tiếp tục chúng ta sẽ luyện đọc đoạn các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài trước nhé, trái đất của chúng ta vô cùng rộng lớn, núi rừng trùng điệp, đồng xanh bao la, bầu trời cao rộng, biển cả mênh mông, sự sống không ngừng sinh sôi nảy nở, chúng ta cần biết yêu quý, giữ gìn và bảo vệ sự sống trên trái đất này rồi bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc một số từ ngữ khó có trong đoạn văn này r ông rong nặng rộng rộng LỜ ưng lớn sắc lớn lớn rộng lớn trò ông trung huyền trùng trùng đờ ÍP đếp nặng đẹp đẹp trùng đẹp mờ ân men men mờ ông mong mong men mông Tiếp tục, cô sẽ hướng dẫn cho các em luyện đọc câu. Bài đọc có tất cả 7 câu, cô sẽ đánh số thứ tự vào từng câu để các em thấy rõ. Bây giờ, chúng ta sẽ luyện đọc từng câu. Câu số 1. Trái đất của chúng ta vô cùng rộng lớn. Câu số 2. Núi rừng trùng điệp. Câu số 3. Đồng xanh bao la. Câu số 4. Bầu trời cao rộng. Câu số 5. Biển cả mênh mông. Câu số 6. Sự sống không ngừng sinh sôi nảy nở. Câu số 7: Chúng ta cần biết yêu quý, giữ gìn và bảo vệ sự sống trên trái đất này. Rồi, bây giờ cô sẽ đọc lại cả đoạn văn thêm một lần nữa nhé. Trái đất của chúng ta vô cùng rộng lớn, núi rừng trùng đẹp, đồng xanh bao la, bầu trời cao rộng, biển cả mênh mông. Sự sống không ngừng sinh sôi nảy nở. Chúng ta cần biết yêu quý, giữ gìn và bảo vệ sự sống trên trái đất này. Rồi, bây giờ cô yêu cầu các em hãy tự luyện đọc lại cả đoạn văn này cho cô nào. Để có thời gian đọc bài, các em có thể tạm dừng bài giảng của cô lại. Sau khi các em đọc bài xong thì các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp. Các em đã đọc bài xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động số 2 là hoạt động viết. Ở hoạt động này các em sẽ viết cho cô câu ứng dụng như sau. Cánh diều trao luyện trên bầu trời. Các em hãy lấy cho cô quyển vở tập viết tập 1 ra, lật ra trang số 41 và trang số 42, bài số 65, ôn tập. Khi các em viết bài thì các em sẽ viết vào trong vở tập viết nhé. Các em lưu ý, khi viết bài thì các em phải ngồi viết cho đúng tư thế viết đúng kiểu chữ và giảng đúng khoảng cách giữa các con chữ. Viết hoa chữ cái đầu tiên trong tiếng đứng đầu câu và cuối câu các em nhớ viết dấu chấm. Như vậy, sau bài học ngày hôm nay, các em hãy hoàn thành phần tập viết này vào trong vở tập viết cho câu nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động tiếp theo là hoạt động số 3, kể chuyện. Ở hoạt động này, các em sẽ được nghe kể câu chuyện có tựa đề là Lửa, Mưa và Con Hổ Hung Hăng. Rồi sau đó cô sẽ hướng dẫn cho các em trả lời các câu hỏi có ở bên dưới mỗi tranh. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô kể câu chuyện nhé. Lửa, mưa và con hổ hung hăng. Trong khu rừng nọ có một con hổ rất hung hăng. Một hôm đang đi thì hổ thấy một con vật gì đỏ rực cứ nhảy múa bập bùng. Hổ liền quát to. Ngươi là con gì? Sao ngươi thấy ta mà không cúi chào hả? con vật lạ ấy reo cười thích thú. Tôi không phải là con vật, tôi là lửa. Lửa vừa nói, vừa nhảy múa. Hổ tức quá liền lao vào lửa. Ngay lập tức, hổ thấy bỏng rác ở lưng, ở mặt. Hổ đành quay đầu bỏ chạy. Lửa chẳng buông tha mà còn đuổi theo hổ. Hổ la lên, nóng quá. Thôi, ta thua rồi. Và nhảy ầm xuống dòng nước trước mặt. Nước làm những vết bỏng dịu bớt. Nhưng dấu cháy xém trên tấm áo lông vàng thì mãi còn cho đến tận bây giờ hổ còn chưa hoàn hồn thì lại thấy cái gì đó lộp độp trên lưng mình hổ ngơ ngác nhìn quanh và hỏi với giọng cáo bực đứa nào ném sỏi vào ta đấy tôi không ném sỏi lên người anh tôi là mưa mưa là con vật nào sao ta không biết mặt mưa đáp tôi là nước từ trên trời đổ xuống chứ không phải con vật anh hổ ngốc nghếch ạ à. hổ gầm lên mi hổn thật dám chê ta ngốc nghếch sao Ta sẽ cho người biết tay Chợt nó nhìn thấy hai người thợ săn đi từ xa tới Hổ sợ quá vội quay đầu chạy trốn Mưa nói với hổ Đừng sợ, hãy xem tôi đây Nói rồi mưa trút xuống ào ào Hai người thợ săn vội vã trở về nhà Hổ thoát nạn, tự thấy xấu hổ Từ đó hổ không còn tính hung hăng như trước nữa Vừa rồi các em đã nghe câu kể câu chuyện Lửa, mưa và con hổ hung hăng như vậy, ý nghĩa của câu chuyện này là nhắc nhở chúng ta cần phải biết khiêm tốn trong giao tiếp ứng xử, không nên có tính hung hăng, kiêu ngạo. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em trả lời các câu hỏi có ở bên dưới mỗi tranh. Tranh số 1, gặp con vật lạ, hổ làm gì? À, câu trả lời là: Gặp con vật lạ, hổ liền quát to rằng: "Ngươi là con vật gì? Sao ngươi thấy ta mà không cúi chào hả?" Tiếp tục Tranh số 2. Vì sao hổ bị xém lông? À, câu trả lời là hổ bị xém lông vì đã lao vào đóng lửa. Tranh số 3. Hổ tưởng mưa làm gì? À, câu trả lời là hổ tưởng mưa là ai đó ném sỏi vào lưng mình. Tranh số 4. Thoát nạn, hổ thế nào? À, câu trả lời là thoát nạn, hổ tự thấy xấu hổ vì đã hung hăng với mọi người như vậy cô đã hướng dẫn cho các em trả lời xong các câu hỏi có ở bên dưới mỗi tranh và sau bài học ngày hôm nay cô yêu cầu các em hãy tập kể lại câu chuyện này đầu tiên là các em sẽ kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh rồi sau đó kể lại toàn bộ câu chuyện nhé và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo nhé